Alo Trung hả? Chưa lên ăn cơm đi cưng. Sẵn chị có chuyện muốn nói luôn. Dạ dạ. Để chị điện về cho ba mẹ thử coi xem cái hộp quà mà chị em mình gửi về á, ba mẹ nhận được chưa? Alo ba hả? À ba, ba luôn ở nhà nè. À, con với em Trung gửi hộp quà trước về, ba mẹ nhận được chưa? Dạ. Con với em Trung về không được à? Dạ. Ba mẹ có chuẩn bị đi rồi, ví dụ như có thiếu cái gì á cứ gọi cho con với em. À rồi, tranh thủ về nhau. Dạ. Dạ cũng tới giờ mấy con ăn chưa? Dạ rồi, rồi. Ba mẹ làm đi rồi có gì con gọi lại sau. Dạ. Thôi nha con. Chị hai. Sao vậy? Lâu rồi mình không về mừng tuổi ba mẹ. Không biết mình còn mừng tuổi được bao nhiêu lần nữa. Ba ơi, mẹ ơi, con về nè. Về nhà đón Tết, gia đình trên hết.